Nhân xin chào cả nhà. Hiện tại là Nhân đang đứng tại khu Bella Villa. Thì hôm nay là Nhân sẽ review cho cả nhà mình cùng biết được cái căn biệt thự giao thô tại khu Bella Villa nó sẽ như thế nào. Rồi bây giờ Nhân xin mời cả nhà vào trong tham quan nha. Hiện tại bây giờ là Nhân đang đứng tại cái lốc B2 và căn số 3 nha cả nhà. B2 căn số 3. Và cái diện tích của cái căn này là ngang 8 dài 16 m. Thì ở đây là sau này mình nhận thô, ví dụ như cái mặt tiền thì cả nhà mình sẽ nhìn phía bên kia ha, là mình sẽ làm cửa kính hết, với lại cái ban công thì có sẵn là cái thanh sắt trắng đằng trước rồi, còn phía hàng rào cũng làm y chang như vậy luôn, tức là cái phía mặt ngoài là công ty sẽ hoàn thiện như mình như vậy nha. Rồi bây giờ Nhân mời mình cả nhà mình vào trong tham quan. Phía bên nhà mẫu thì cái phía bên phía cầu thang là bên công ty á thiết kế cho mình là một cái kệ để dép hoặc để vật dụng này kia đó, phía bên kia. Còn ở dưới cầu thang là nó có một cái tủ, tức là mình có thể là chứa đồ này kia đó, thì mình nhét ở dưới cầu thang thì người ta sẽ không có thấy được, nên là nói chung mình nhìn rất là thẩm mỹ nha cả nhà. Còn ở phía đây bên nhà mẫu là công ty thiết kế một phòng ngủ lớn. Phòng ngủ lớn thì ở trong cái phòng ngủ này có luôn một cái toilet cho mình luôn. Thì cho nên là nếu như cả nhà mình á, mình mua mà mình có người lớn thì mình làm thiết kế ở đây một phòng thì rất là tuyệt vời, để cho người lớn tuổi ít, ông bà khỏi phải leo lên lầu cho nó cực khác. Hoặc là nếu như nhà mình mà không có người lớn tuổi ít thì mình có thể dùng cả một cái phòng ở phía dưới này để mình làm một cái phòng ăn, một phòng bếp lớn luôn, để cho cả nhà xung họp mình đi ăn uống ở đây cũng rất là thoải mái. Và cái phần phía ngoài này thì cả nhà mình có thể là mình chừa hết cái không gian này để mình làm cái phòng khách. Không gian này rất là rộng nha cả nhà. Còn phía bên hông thì mình đã có cái sân xe hơi rồi. Rồi bây giờ nhận mời cả nhà lên lầu 1. Còn cái phía cầu thang này thì cả nhà mình có thể là ví dụ như bên phía công ty thì công ty thiết kế là có một cái tay vịn nó bằng gỗ á, thì cả nhà mình có thể là thiết kế bằng gỗ cũng được, bằng sắt cũng được, đó là mình vô tư thiết kế nha cả nhà. Còn phía trên lầu 1 thì như bên nhà mẫu thì công ty thiết kế đây một cái phòng ngủ nhỏ để dành cho, thì cái phòng ngủ này á mình có thể dành cho hai bé, ví dụ như hai bé trai thì mình có thể đặt hai giường, còn nếu như một bé mình có thể đặt một giường thì nó sẽ rộng rãi thoải mái hơn. Và bên đây là theo cái thiết kế của nhà mẫu công ty là một cái phòng ngủ lớn để dành cho hai vợ chồng. Thì ví dụ như là cái công năng của cái nhà mà nhà thô đó thì nó rất là nhiều cái công năng để cho mình tự thiết kế, bởi vì mình có thể thiết kế theo ý mình, thì mình tùy theo cái nhu cầu của cái nhà mình như thế nào đó thì mình sẽ thiết kế như vậy. Và một cái hay nữa là ví dụ như bao nhiêu thành viên thì mình có thể thiết kế bao nhiêu phòng, và còn nếu như ít thành viên thì mình có thể là chừa những cái khoảng không gian cho nó rộng rãi thoáng mát. Còn ví dụ như cái nhà này mình thiết kế hết công năng của nó luôn, nó sẽ rơi vào bốn phòng ngủ nha cả nhà. Thì như phía trước này đó là bên công ty thiết kế là một cái phòng khách. Thì ví dụ như là cả nhà mình đó, mình có thể dùng cái phòng khách này đó là mình làm cái phòng thờ, tức là ở đây là mình có thể là thờ về cái tổ nghiệp của cái nghề mình đang làm. Thì mình có thể đặt một cái phòng thờ ở đây, hoặc là mình là con út thì mình cũng có thể làm cái phòng thờ để thờ ông bà cha mẹ ở phía này ha. Còn nếu như mình trẻ tuổi đó, thì mình có thể là làm một cái phòng khách với một cái không gian nó thoải mái hơn, nó rất là rộng nha cả nhà. Thì như cả nhà mình được biết á, là có nhiều khách hàng là có đặt câu hỏi với Nhân là khi á mình mua nhà hoặc là mua biệt thự thì nếu như mình không ở đó mà mình đầu tư đó thì để nó sẽ xuống cấp, và nó sẽ nói chung là nhìn nó không có thẩm mỹ lắm, thì khi mình bán lại thì rất là khó. Thì cho nên đó là cũng là một cái lý do mà bên phía chủ đầu tư công ty là giao cho mình là nhà thô. Khi mà nhà thô thì cả nhà mình có thể là mình để đến bao giờ nó cũng được, thì nó sẽ không có bị xuống cấp. Ví dụ như là mình để 1 năm 2 năm sau đó, khi mình vào ở đó thì lúc đó là mình sẽ hoàn thiện nó, thì lúc đó nó cũng sẽ mới lại như y như ban đầu.
thì đó là một cái lợi thế rất là lớn để cho cả nhà mình đầu tư. Còn nếu như mình sợ ở đây, tức là mình sẽ sợ những cái căn nhà hoặc là những căn biệt thự mà bên phía chủ đầu tư làm nhà hoàn thiện cho mình, tức là nhà hoàn thiện 100% rồi đó, thì nếu như mình không ở là để nó sẽ xuống cấp, cái đó là cái điều dĩ nhiên. Tại vì một cái đơn giản nhất là khi mình không ở đó thì mình không mở cửa, cho nên là cái không khí nó không có lưu thông thì nó bị ẩm, và khi nó bị ẩm như vậy thì cái tường nó hay bị bong tróc rất là nhiều, cho nên là mình sợ là sợ như thế. Còn ở đây là mình, nhà của mình là nhà giao thô, cho nên đây là một cái lợi thế rất là lớn để cho cả nhà mình. Và thêm một cái lợi thế nữa là gì, khi mình mua đó là bên phía chủ đầu tư chỉ mới có xây dựng thôi, chỉ mới có làm những cái phần móng hoặc là mới có cái phần cột thôi, thì khi như vậy đó là cái thời gian giao nhà nó sẽ rất là lâu, nó rơi vào tầm khoảng nửa năm hoặc là một năm. Và đó cũng là một lý do nhà đầu tư cho mình trả góp theo tiến độ của căn nhà, đó là một cái lợi thế rất là lớn để cho cả nhà mình đầu tư. Rồi bây giờ thì Nhân mời cả nhà mình cùng đi lên để tham quan sân thượng. Rồi Nhân xin mời. Rồi hiện tại là Nhân đang đứng ở trên lầu 2, lầu cuối cùng của một cái căn biệt thự. Tại như cái nhà mình thấy ở đây là có thêm một cái phòng nữa, thì mình thiết kế phòng ngủ. Tại vì ở phía trước là nó có một cái không gian, ở đây mình làm sinh hoạt chung nha cả nhà. Mình có thể đặt một bộ ghế salon gì đó ở đây cũng được, rất là ok thoải mái. Còn ví dụ như là Nhân nói cho cả nhà mình đó là cái chỗ nãy là làm cái phòng ngủ á, là một cái lý do ví dụ như là có bạn bè khách khứa này kia đến đây vui chơi nhậu nhẹt rồi đó, thì mình dẫn lên đây để cho buổi tối cho nó mát. Ở đây mà nhậu là khỏi bàn luôn, ví dụ như bạn bè say xỉn xong rồi cho vô đó ngủ luôn rất là tiện lợi. Say xỉn xong vô đó ngủ luôn, khỏi đi đâu xa hết, rồi nó chơi cho vui luôn nha cả nhà. Thì ở đây là trong tất cả những cái căn biệt thự trong cái khu này á, thì khi mà bước lên cái lầu 2 hoặc là cái sân thượng á, lầu cuối cùng á, thì nhìn ra thật sự nó là cái view rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn. Như cả nhà mình á, hiện tại mình thấy là nó chưa có gì, nhưng mà sau này khi mà hình thành rồi á, Nhân nói cái khu này á là nhà phố biệt thự luôn, với đất nền là nó khoảng 500 lô thôi, nó không nhiều, nhưng mà trong cái khu này tầm khoảng 10 căn biệt thự thôi, 10 căn biệt thự những này hoàn thành và có người ở là Nhân đảm bảo nó sẽ có một cái sức sống và nó rất là sung túc. Và cái khu này nếu mà theo đánh giá của tất cả những anh em sale bất động sản hoặc là những cái người trong giới môi giới đó, thì nguyên cái cả thị trấn Đức Hòa này không có một cái khu nào mà qua nổi cái khu này đó. Bởi vì cái tương lai, nhìn được cái tương lai nó rất là tốt, nó nằm ngay chân mặt tiền đường tỉnh lộ 824 và nó cách chợ Đức Hòa chỉ có 500m thôi, và hầu như trong vòng bán kính 1km là mình có tất cả những tiện ích về cái cuộc sống mình hoặc là việc làm luôn. Nãy giờ thì Nhân cũng review sơ cho cả nhà mình biết được một cái căn nhà, một cái căn biệt thự nó giao thô như thế nào. Và cả nhà mình nếu như ai chưa đăng ký kênh của Nhân đó, thì mình cứ nhấn nút đăng ký đi. Và biết đâu sau này mình sẽ có một cái dự án nào đó hoặc là vị trí đất nhà nào đó mà nó vừa với cái tài chính và quan trọng nhất hợp với cái vị trí mà mình cần tìm, thì lúc đó cứ alo cho Nhân sẽ tư vấn cho mình. Còn nếu như ai mà đã mua trong đây rồi đó, thì có thể chia sẻ video này để cho mọi người cùng xem. Và cái quan trọng nhất là mình biết được cái nhà của mình nó cái lúc mới hình thành như thế nào, để nhưng mà sau này á là mình hoàn thành rồi á thì mình sẽ không biết được lúc đầu như thế nào, thì mình không có cảm nhận được nó. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video sau.